Anna đến không phải là để ám hay dọa ma các bạn đâu. Hôm nay Anna đến là để thực hiện một mong ước được chôn giấu rất 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 lâu rồi. Đó là trở thành cô giáo thực sự và có thể chia sẻ những kiến thức tiếng Anh bổ ích đến với tất cả các bạn. Và chủ đề hôm nay Annabelle mang đến cũng thú vị không kém đâu. Đó là khi sự sợ hãi bao trùm tiếng Anh cô hồn của nhiều bạn gọi Anna là monster. Why? Tại sao? Oh. Cause she's dead. Monster chỉ dùng để chỉ những con quái vật có hình dạng ghê gớm khác người. Giống như trong phim Monster University, có rất nhiều bạn quái vật như thế. Và từ bây giờ thì đừng ai gọi Anna là monster, nghe chưa? Thỉnh thoảng có một số bạn gọi Anna là ghost hoặc demon. Nhưng Anna chỉ có một cái tên thôi. Vậy tên nào hợp với Anna nhất? Ghost là ma. Ma bản chất là linh hồn của những người đã chết vì một số lý do làm đó mà vẫn chưa được siêu thoát. Chúng ở lại để thực hiện những việc còn dang dở. Demon là quỷ. Một số cho rằng đó là linh hồn của những người đã chết, bất vượng lâu năm, chất chứa nhiều oán hận. Một số lại cho rằng đó là những sinh vật siêu nhiên có tính chất hung ác. Nhưng cũng có giả thiết cho rằng chúng là những thiên thần độc ác bị trục xuất khỏi thiên đường vì thực hiện những việc xấu xa. Trong phim, mặc dù lúc đầu bố mẹ luôn tin tưởng mình là hồn ma của cô bé Bi đáng yêu, nhưng sự thật như thế nào thì các bạn biết rồi đây. Vậy Anna là ma hay quỷ? Bạn có thể bắt gặp ma quỷ mọi lúc, mọi nơi, nhưng có một số bối cảnh mà chắc hẳn fan của các bộ phim kinh dị sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Ví dụ như hành lang tăm tối, gầm giường với những bàn tay sẵn sàng thò ra, hay chỉ đơn giản là những chiếc gương kỳ bí. Mirrors always send shivers down my spine. Những chiếc gương luôn luôn làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhắc lại cùng mình nhá. Mirrors always send shivers down my spine, but not only mirrors. The door opened by itself, scared the hell out of him. Cánh cửa tự động mở ra làm anh ấy sợ phải chưa? The door gave him a fright. Nhìn biểu cảm của Linh Ngơ chắc các bạn cũng đoán ra rồi nhỉ? Mẫu câu scared the hell out of và give somebody a fright nghĩa là khiến ai đó sợ chết khiếp. Mà để khiến cho Linh Ngơ sợ chết khiếp thì cũng đơn giản thôi. Hai cụm từ ngắn và phổ biến mà mình muốn giới thiệu để chỉ điều gì đó khiến ai đó khiếp sợ, đó là creep somebody out. Creepy là để chỉ cảm giác không thoải mái, khó chịu. Creep somebody out là khiến ai đó cảm thấy không thoải mái và sợ hãi, thường là những cảm giác sợ hãi đến ghê người. Being alone creep me out. Cụm từ thứ hai, freak somebody out. Freak và creep có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng thay vì khiến một ai đó cảm thấy cảm giác khó chịu và đến ghê người thì freak somebody out là khiến một ai đó cảm thấy sợ hãi theo một cách gây sốc. Ví dụ như this movie freaked me out. Bộ phim này tôi sợ bái hàng. Nỗi sợ cũng có nhiều mức độ khác nhau, vì vậy hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn tháp sợ hãi. Tháp được chia làm 6 mức độ. Mức độ thấp nhất, level 1. Nếu bạn chỉ sợ xíu xíu thôi thì đấy là afraid. Còn nếu mà đến đỉnh điểm, bạn sợ khiếp hồn, sợ vãi chưởng thì đó là petrified.
trong khi từ được dùng phổ biến nhất là scared. Còn bây giờ thì hãy đọc theo Annabelle nhé. Afraid, frightened, scared, spooked, terrified, petrified. Và bây giờ thì mình xin giới thiệu đến các bạn cụm từ có thể kết hợp dễ dàng với cả 6 từ trên, đấy là somebody cộng to be cộng cụm từ chỉ nỗi sợ cộng of. Everybody is scared of Balak. Và hãy đặt một câu với mỗi câu trên và bình luận dưới đây để Anna biết các bạn sợ gì nhá. Sợ mình đúng không? Biết rồi nhá. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành ước nguyện được dạy tiếng Anh rồi và hy vọng rằng mọi người cũng như các em nhỏ sẽ không thấy mình đáng sợ nữa. Mong rằng Anna sẽ có dịp quay lại đây để chia sẻ kiến thức tiếng Anh cùng Elite. Còn bây giờ thì...